anh nhận không? Pha nhồi bóng sang cánh phải và đó là một tình huống rất nhẹ nhàng để mở tỷ số trận đấu ngày hôm nay. Một công dành cho các cầu thủ của Carrot. Tình huống bóng rất nhẹ nhàng ở hành lang cánh sau đường truyền của số 88 Minh Nhân để tiếp tục bàn chéo số 32 bên phía các cầu thủ của Carrot. Thì việc bàn thắng nhiều cũng không phải là ngoại lệ. Tuy nhiên thì với những gì đang diễn ra tại thời điểm này thì các cầu thủ của hai đội cũng đang nhập cuộc một cách rất chậm rãi. Lại là bàn thắng nữa, tỷ số được đưa lên là 2-0 dành cho các cầu thủ của Carrot. Lần này đó là tình huống ghi bàn của số 10 đội trưởng Minh Trường. Mời nhân nguy hiểm quá, khoảng trống kia, một tình huống solo và đó là 3-0 dành cho các cầu thủ của Carrot. Dường như là đang có một mạch ghi bàn rất ấn tượng tại đây. Tao bảo là ăn từ từ thôi, cũng đúng thôi, ăn nhanh quá nghẹn đó. Lại là một cú đá rất uy lực nữa. Lần này đó là cánh trái và tình huống ghi bàn của số 10 đội trưởng Minh Trường hoàn thành cú đúp của mình. Tỷ số đây là 4-0 dành cho các cầu thủ áo đỏ. Những cú đá từ xa, nó cũng đã xuất hiện. Mời nhân xoay giờ, bàn thắng thứ 5 bắt rồi. 5-0 và không gì thay đổi thì việc có 3 điểm đầu tay của các thủ Carrot là một điều dễ dàng có thể hiểu được. Phần sân biên của Minh Nhân. Vẫn còn. Lại là cú đá nữa của Minh Trường. 6-0 rồi. Đá từ từ thì anh em mời các bạn giám đốc lời bóng của Chế Em. Nguyễn Chế Em. Hãy cẩn trọng với pha phản công nhanh của các cầu thủ bên phía Carrot. Sau đó là một tình huống trích mũi dày. Tỷ số được nâng lên dành cho các cầu thủ áo đỏ. Pha lập công thứ 7 của họ ở mùa giải năm nay. Một trận đấu nhập cuộc rất tưng bừng. Xử lý bước 1 rất tốt và qua người rất khéo léo. Sau đó là một cú dứt điểm. Đó là pha lập công tiếp theo nữa dành cho trận đấu này và nó đến từ cầu thủ mang áo số 10 Minh Trường. Đúng muốn tận quá cái đầu quá, em đang muốn không khoảng cách cái đầu này. Lần này thì Duy Lộc là người chiến thắng. Nhưng đáng tiếc
mảnh lưới của các cầu thủ bên phía Sinhut một lần nữa bị sụp lên. Rất vất vả trong một ngày thi đấu mà các cầu thủ Sinhut gặp phải những đối trọng của đối phương. Thậm chí đây là một tình huống mà nguy hiểm. Cuộc chiến không khoan nhượng. Và là cầm thứ 7. Sẽ phải có thêm những sơ tài đồng người cho các thủ siêu phút. Bật bóng Minh Trường. Lại là một cú đá thành công nữa. Pha lập công của Minh Trường. Cú đá vừa rồi là bàn thắng tròn mô tá. Khoảng trống của Bảo Khôn. Động tác đánh lừa. Và bóng mà có hai cầu thủ áo đỏ đá đối mặt. Thành Long, một tình huống ghi bàn có 1-0 hay. Một tình huống có 1-0 hay ở trong mùa giải năm nay. Chúng ta không thường thấy và có lẽ là hơn 200 quốc gia chơi bóng đá ở tại thế giới chỉ có một. Và ở tại giải bóng đá tranh hùng Trang Cúp lần 2023. Clip vừa rồi chắc chắn sẽ viral. Nhìn hứa điều đó. Không biết là vừa rồi có cô bé nào tha thướt áo dài đi ngang qua đấy không, mà khiến cho thủ thành của các cầu thủ bên phía Cà Rốt báo một cách lộ liễu. Thả thì cũng thả vừa vừa thôi chứ, ai thả lộ vậy. Một tình huống ghi bàn chúng ta đang theo dõi lại trên đường này khá là hài hước luôn. Nhưng vui thôi, với một giải đấu công ty mà. Đó cũng là một hương vị, tuy nhiên lúc này thì trọng tài cũng đã thổi còi để tạm thời khép lại diễn biến hiệp đấu trận đấu đầu tiên của giải bóng đá tranh hùng Trang Cúp lần này 2023 giữa các cầu thủ của Cà Rốt và Sinhut. Tỷ số chung cuộc giành chiến thắng 13-0 dành cho Cà Rốt và cảm ơn hai đội bóng đã cống hiến trận đấu này. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở tuần sau vào những lượt trận chung kết và 3-4. Còn bây giờ tôi là Nhiên và em Kit, chúng ta nói chào tạm biệt.